Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 3 tháng 4 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 22 tháng 2 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Tân Tỵ tháng Tân Mão, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Kỵ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Khâu Trần giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình, giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước. Vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, bạch lạp kim, ngày tân tỵ tức chi khắc can có nghĩa là họa khắc với kim và ngày hôm nay là ngày hùng. Vài nạp âm, bạch lạp kim, kỵ tuổi, ất hợi, Kỷ Hợi, ngày thuộc hành Kim, khắc với hành Mộc, đặc biệt là tuổi Kỷ Hợi nhờ Kim khắc mà được lợi. Ngày Tỵ, Lục hợp với Thân, Tam hợp với xỉu và Dậu, thành Kim cục xung với Hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt Tý. Vài tuổi xung khắc trong ngày: tuổi Ất Hợi, Kỷ Hợi, Ất Tỵ. Tuổi xung trong tháng: tuổi Quý Dậu kỵ dậu, ất xỉu và ất mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức hợp, tốt mọi việc, sao thiên phú, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng, sao nguyệt tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán và ký kết hợp đồng. Sao thánh tâm, tốt mọi việc, nhất là về cầu phúc, tế tự, sao lộc khố, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch, sao dịch mã, tốt mọi việc, nhất là về xuất hành, sao thiên ân, tốt mọi việc, sao thiên thủy, tốt mọi việc. Sao sáu trong ngày gồm có sao thiên cẩu, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tử, sao hoang vu, sáu mọi việc, sao vãng vong, hay còn gọi là sao thổ kỵ, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ, sao trùng phục, kỵ về giá thú, an táng, sao chu tước hắc đạo, kỵ về nhà mới, khai trương, sao quả tú, xấu đối với cưới hỏi, sao không phòng, kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng tây nam, tài thần hướng tây nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem từ VGTit 12 con giáp, thứ bảy, ngày mùng 3 tháng 4 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày mùng 3 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tý đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, làm cho bạn đang có sự bất ổn về tài chính và cái điều này sẽ khiến cho bạn đánh mất đi sự tỉnh táo, sáng suốt trong những quyết định về tài chính của mình. Bạn tuổi Tý, bạn cần phải bình tĩnh để không mắc phải sai lầm trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tí cũng đang gặp ngày có thủy họa bất dung, cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn và người ấy không được tốt cho lắm, mâu thuẫn càng ngày càng gay gắt, bạn thậm chí có thể nghĩ tới phương án xấu nhất xảy ra, không lạc quan về tương lai phía trước của hai người nữa. Và trong ngày này, đối với những bạn đang quản độc thân nên cố gắng mở lòng mình hơn thay vì cứ cho rằng mãi không có ai phù hợp với mình. Bạn trải qua nhiều vết nứt trong quá khứ cho nên như chú chim sợ cành cây non, cành cây cong không dám bước tiếp sợ rằng mình sẽ lại một lần nữa chịu thêm tổn thương. Về từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim nên biết kiểm soát suy nghĩ của mình. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy, tiểu nhân gây mất mát về tiền của. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa, dễ lâm vào cảnh trắng tay nếu bốc đồng. Tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh mộc, có những mâu thuận trong cách xử lý vấn đề. Về đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Sửu, thứ bảy, ngày mùng 3 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi sửu xem tử vi cho thấy với bạn tuổi sửu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tị dậu xỉu phù trợ cho thấy cái chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy đang nảy sinh tình cảm từ từ và chậm rãi chứ không quá nhanh chóng. Xong với cá tính của bạn tuổi sửu đây là chuyện tốt cho bạn. Bạn à, thích những tình cảm phát triển tự nhiên chứ không thích gượng ép đốt cháy giai đoạn. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cho thấy tài lộc của bạn tuổi Sửu đang bắt đầu được khởi vượng, bản mệnh kiếm tiền dễ dàng từ việc đầu tư, kinh doanh, nhờ vào sự nhạy biến mà bước đầu bạn đã đạt được thành công cho mình. Tiền bạc không phải là nỗi lo lắng hiện tại của bạn tuổi Sửu, cho nên bạn tìm cách để giữ tiền bạc trong tay, đừng có vui mừng quá đà mà mất tiền bạc cùng may mắn vào những chuyện vô bổ, bạn cần phải thật tỉnh táo, chứ đừng nghe theo những lời dụ dỗ ngọt ngôn của những kẻ xó bụng. Về từ vi tuổi ất xỉu, thuộc mệnh kim, tiền bạc không mất nhiều thời gian để thu về. Từ vi tuổi đinh xỉu, thuộc mệnh thủy, nên biết cách để hài hòa cuộc sống. Từ vi tuổi kỷ xỉu, thuộc mệnh hỏa, đường tình duyên vượng sắc dễ tìm được người yêu từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ có thể mất thời gian nhưng thứ nhận được đều xứng đáng với bạn từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc nên hiểu rõ mục tiêu của mình đề ra và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 8 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mão tuổi hợi từ vi tuổi dần thứ bảy ngày mùng 3 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi dần xem tử vi cho thấy bà tuổi dần đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi đây là điểm báo cho bạn đang có những nút thắt trong chuyện tình cảm càng ngày càng trở nên bế tắc có lẽ bạn và người ấy nên bình tâm trở lại đừng có quyết định bất cứ chuyện gì khi mà đang còn nóng giận trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì cảm thấy lạc lõng khi xung quanh mình đã toàn là những người có đôi có cặp trong khi bản thân mình mãi không tìm được người tâm đầu ý hợp. Với bạn tuổi dần, trong ngày hôm nay, bạn nên cởi mở hơn trong các mối quan hệ xã giao để từ đó có thể tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Chính bản thân bạn phải cho mình cơ hội để được yêu thương chứ không phải là cứ im lặng một chỗ chờ đợi như vậy. Về tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, mâu thuận phát sinh do không hiểu ý nhau. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, nên mở rộng thêm các mối quan hệ xã giao. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, chớ tự đắc rằng, mình biết hết mọi thứ. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc, nên hiểu và thông cảm cho người mình yêu từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim cuộc sống không phải lúc nào cũng như mơ về đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 3 số 5 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu điên màu vàng quý nhân phù trợ tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ bảy ngày mùng 3 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi mão xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi mão đang có điềm báo bạn phải trải qua một ngày cần phải cẩn trọng trong từng lời nói, hành động của mình bởi bạn đang có sự bất cẩn có thể sẽ gây ra những trận sóng gió lớn trong gia đình. Không phải lúc nào sự thẳng tính của bạn cũng được mọi người đón nhận. Trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mão, bạn lại đang gặp ngày có mộc sinh xuất cho họ. Dù bạn đối xử tốt với đối phương, nhưng đối phương không lấy đó làm hay. Vô tình, bạn đã đẩy mình vào thế bí, tín thoái lượng nan bạn hãy thử mềm mỏng và linh hoạt hơn tìm cách để khiến cho đối phương hiểu được ý tốt của mình và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi mão đối với những bạn đang quản độc thân thì có lẽ bạn sẽ phải chịu nhiều lời thúc giục từ phía gia đình bạn cũng muốn khiến cho mọi người hài lòng về chuyện tình cảm nhưng tình yêu vốn không thể cưỡng ép chuyện chung thân đại sự lại càng th chẳng thể nào tùy tiện được về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy cảm thấy mệt mỏi vì bị thúc dục tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa mâu thuận tình cảm không thể nào hóa giải tử vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ cần phải bình tâm để tránh mắc phải sai lầm tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc có thể sẽ cảm thấy khó khăn trong thời gian tới tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim gia đình nhiều xáo trộn lục đục về đánh giá của bà tuổi Mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ bảy ngày mùng 3 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thìn xiên tử vi cho thấy với bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có họa dưỡng cho thổ làm cho bạn đang có được báo hiệu cái chuyện tình cảm của bạn đang dần được thăng tín bà tuổi thìn bạn sẽ không mất nhiều thời gian cho những việc không cần thiết mà trực tiếp bày tỏ tình cảm của mình với người mà mình yêu thương. Với bà tuổi thìn, đây không phải là việc quá mức dễ dàng đối với bạn, nhưng bạn cảm thấy mình nhất định phải ra tay quyết liệt để giữ lấy người mà mình yêu thương. Ít nhất là phải kịp thời ngay trước khi có kẻ khác có ý định nặng tay trên. Và trong ngày này, đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì đang trải qua một giai đoạn khó nối trong cuộc hôn nhân của mình. Dù đôi bên không có nhiều bất đồng, nhưng theo năm tháng thì sự nhiệt tình cũng dần nguội đi. Bạn cần phải nhanh chóng hâm nóng tình cảm lứa đôi, càng sớm càng tốt và tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa tình yêu có thể thăng hoa nhanh chóng tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ cần phải chủ động hơn trong việc bày tỏ tình cảm tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc chớ cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim cần phải tìm cách hâm nóng tình cảm lứa đôi tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy nên hiểu vị thế hiện tại của mình Vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này: Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phụ trợ tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. tử vi tuổi tỵ thứ bảy ngày mùng 3 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tỵ xem tử vi cho thấy bạn tuổi tỵ đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cho nên bạn đang đứng trước nhiều khó khăn về cái phương diện tài lộc nhất là khi các khoản chi trong ngày hôm nay tăng vọt mà nguồn thu của bạn lại chẳng có được là bao nhiêu bản mệnh tuổi tỵ dường như không lường trước được hết mọi tình hình có thể xảy ra, có phần chủ quan, không hề kiểm chứng những thông tin mà mình có được. Chỉ tới khi mọi sự trở nên muộn màng thì bạn mới giật mình nhận ra những sai lầm của mình đang mắc phải mà thôi bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có họa khí vượng cái điều này cho thấy về phương diện sức khỏe của bạn không được tốt cho lắm bạn cần phải kiềm chế cảm xúc để không xúc động mạnh và với bà tuổi tỵ cần đề phòng những bệnh về tim mạch khí huyết tránh hành sự bốc đồng mà lại làm hại tới bản thân về từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, sức khỏe đang có những vấn đề cần phải lưu ý. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, trở nên bốc đồng, làm chuyện không đáng. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, đừng chủ quan mà tới lúc phải hối hận. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, dễ mất tiền hao của do thiếu đi sự hiểu biết. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, cần phải cẩn thận kéo lại bị lừa gạt về tiền bạc. Về đánh giá của bà tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. từ vi tuổi ngọ thứ bảy ngày mùng 3 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi ngọ xem tử vi cho thấy bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tỵ ngọ tư hỏi cái điều này làm cho bạn tuổi ngọ có thể hoàn toàn tự tin vào thế mạnh của mình người ấy thực sự đã trao gửi tình cảm cho bạn rồi chỉ cần bạn mệnh cũng bày tỏ tình cảm của mình với đối phương thì tình cảm sẽ được xác lập Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi ngọ lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, lại cho thấy tình hình có thể diễn tín theo chiều hướng hoàn toàn khác khi mà bản mệnh đang có sự cố chấp, bảo thủ rõ ràng trong suy nghĩ và hành động của mình. Điều đó dễ khiến cho tiền bạc đầu tư của bạn bị thất thoát, thua lỗ. Ngày này, không phải là với bà tử ngọ không có kinh nghiệm mà bản thân bạn đang quá tự tin, không hề để tâm tới những vấn đề có thể phát sinh trong khi đây là chuyện liên quan tới tiền bạc vốn dị, không thể nào tùy tiện được. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, tình cảm phát triển nhanh chóng thiêu thời gian, tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, tiền bạc mất mát, hao tổn dù không biết kiềm chế, tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa tự làm mình chịu nhiều tổn thương không đáng có từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ nên bày tỏ tình cảm của mình từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc có nhiều chuyện không thể tùy tiện vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày mùng 3 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mùi ạ, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mùi, bạn đang trải qua một ngày khá chi là may mắn khi đang có được tam hội cục chia chở, nâng đỡ cho bạn. Bạn tuổi mùi có thể giải quyết được những khúc mắc trong chuyện tình cảm lứa đôi, mâu thuận cũng vì thế sẽ được tan biến. Và với bạn tuổi mùi, do có những vấn đề cần phải trực tiếp xử lý, cho nên bạn thường khá chủ động trong việc làm ăn kinh doanh của mình. Điều này cũng sẽ giúp cho bạn không bị bổ lỡ, lỡ bước mỗi khi có cơ hội kiếm tiền đến tay. Sự nhạy biến và lanh lẹ cũng sẽ giúp cho bạn tuổi mùi không mất nhiều thời gian để có thể nắm bắt được thời cơ. Bạn xem xét, phán đoán được những phương án có thể xảy ra và sẵn sàng để xử lý mọi vấn đề ngay khi cần thiết. Tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim có được cơ may phát tài hiếm có. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy tình cảm lứa đôi được mặn nồng. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa cần phải nắm giữ được mục tiêu của mình. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ tiền bạc ùn ùn đổ về nhà. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc tình duyên vượng không cần phải lo lắng buồn chán. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. tử vi tuổi thân thứ bảy ngày mùng 3 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi thân đang có điểm báo bạn sẽ trải qua một ngày đối mặt với những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm gia đình. Gia đạo đang có sự kiếm an in, có quá nhiều vấn đề phát sinh mà với bạn tuổi thân hiện tại vẫn chưa có thể xử lý thỏa đáng, đành phải tìm cớ để hoãn lại và với bạn tuổi thân, bạn có đủ khéo liếu để có thể hài hòa các mối quan hệ, nhưng khi để cho cảm xúc lẫn át lý trí thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. trong ngày này thân tị tương phá, bản mệnh cần phải hiểu rõ những điều mà mình đang phải đối mặt. ngày này chính tài chiếu mệnh sẽ đảm bảo cho bạn tuổi thân đang có được nguồn thu nhập ổn định. Bạn mệnh cứ yên tâm, không cần phải lo lắng quá mức về tình hình tài chính. Bạn đủ sức để lo liệu cho cuộc sống của mình, chỉ cần không tiêu xài quá hoang phí là được. Về tử vi tuổi giáp than thuộc mệnh thủy, tiền bạc được dũng dĩnh, không lo túng thiếu. Tử vi tuổi bính than thuộc mệnh hỏa, mau thuận gia thăng, nhiều vết rạn nứt. Tử vi tuổi mậu than thuộc mệnh thổ, cần phải bình tĩnh để kiểm soát tình hình. Tử vi tuổi canh than thuộc mệnh mộc, đừng để cho bản thân mình bị lạc lối. Tử vi tuổi nhâm than thuộc mệnh kim. Hãy có kế hoạch chi tiêu cho cụ thể, về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. tử vi tuổi dậu thứ bảy ngày mùng 3 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dậu xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dậu đang có được báo hiệu bạn sẽ đón nhận nhiều tin vui về con đường tình cảm trong ngày hôm nay khi bạn đang có được tam hội cục phù trợ dẫn đường trị lối cho bạn bạn tuổi dậu không còn cảm thấy hoang mang u mê về con đường phía trước nữa và với bạn tuổi dậu, bạn đã gạt bỏ được những nỗi sợ hãi, lo lắng trước đây, với bạn có được sự quyết tâm tín về phía trước, nhìn vào hạnh phúc mà dấn thân. Người ấy là động lực để cho bạn vượt qua những thử thách này, và ít nhất thì hiện tại cho thấy với những quyết định của bạn là hoàn toàn đúng đắn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dậu cũng đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái chuyện kiếm tiền của bạn trong ngày hôm nay trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn rất nhiều khi mà với bạn tuổi dậu biết cách để khai thác những thế mạnh của chính bản thân mình. Bạn kiếm tiền bằng nghề tay trái nhưng thu nhập có khi cũng chẳng kiếm nguồn thu nhập chính nữa. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy kiếm tiền rẻ hơn nhiều so với trước đây tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa quyết tâm và kiên trì để tới mục tiêu tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ đừng bỏ cuộc khi bản thân còn chưa bắt đầu tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc tiền bạc không phải là vấn đề cấp bách tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim biết cách phát huy ưu điểm thế mạnh của mình và đánh giá của bạn thủy Dậu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 7 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu bạc màu vàng quý nhân phù trợ tuổi Tỵ tuổi Sửu tuổi Thìn từ vi tuổi tốt thứ bảy ngày mùng 3 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có họa dưỡng cho thổ. Cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn đang rất chi là tốt đẹp. Tình yêu sẽ đến với bạn tuổi Tuất chỉ cần bạn mạnh dạn thừa nhận cảm xúc của mình mà thôi. Người ấy đã bước đến 9999 bước về phía bạn. Vậy thì bạn còn ngại gì mà không bước tín một bước về phía trước để tín về phía người ấy? Và với bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này, không để mình ảo tưởng về những điều xa rời thực tế, nhưng thực sự thì đối phương đã tạo cho bạn sự tin cậy, cảm giác an toàn mà bạn muốn được ở bên. Bạn tử tuất tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân mình. Quan đối với những cặp vợ chồng trong ngày này có thêm nhiều thời gian để hâm nóng tình cảm của mình. Giữa lúc khó khăn, bạn càng thấy tình cảm vun đắp thiêu năm tháng đáng quý hơn bao giờ hết và chẳng gì có thể thay thế vị trí của đối phương trong trái tim của bạn được. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa tình yêu đến có nhiều niềm vui, tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ dễ tìm thấy được người trong mộng, tử vi tuổi mậu Tuất thuộc mệnh mộc đào hoa vượng có được cơ hội hạnh phúc tới gần tử vi tuổi canh tốt thuộc mệnh kim nên hiểu và thông cảm cho đối phương tử vi tuổi nhâm tốt thuộc mệnh thủy bạn cần phải hiểu rõ những điều thầm kín và đánh giá của bạn tử tuất trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày mùng 3 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Hợi, xiên tử vi cho thấy với bạn tuổi Hợi đang có điểm báo, bạn phải trải qua một ngày đang vấp phải những rắc rối phiền phức mà từ trước tới giờ bạn chưa từng tưởng tượng ra. Với lòng nhiệt tình của mình, bạn không ngờ lại khiến cho người khác hiểu lầm, khiến cho mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Trong ngày này, bạn tuổi hợi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần thân tị hợi với những việc mà bạn đã làm đơn thuần chỉ là tình bạn nhưng lại khiến cho đối phương hiểu lầm là tình yêu. Bạn không biết phải đính chính ra sao cho không làm đối phương cảm thấy tổn thương và thất vọng nữa. Còn đối với những cặp vợ chồng trong ngày hôm nay thì đang có sự mệt mỏi về chuyện con cái. Bạn và người ấy không tìm được tiếng nói chung trong việc nuôi dạy con cái, không thỏa thuận và thống nhất được cách thức phù hợp nhất để có thể đảm bảo được sự phát triển của con cái tốt nhất. Về từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa rắc rối về tình cảm lứa đôi, từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, mâu thuận từ những vấn đề nhỏ 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 nhặt. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, không thực sự hiểu điều mà mình đang làm. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, dễ bất đồng vì chuyện của người khác. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, cần phải kiềm chế để tránh những mâu thuận xảy ra. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like Comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.